Vâng, em đó xin mến chào tất cả các bác nhá. Thì trong buổi chiều anh em chúng em vừa đóng hàng cũng là dọn hàng thì tiếp tục trong buổi chiều nay em thì mình lại về một lô loa tuyển đẹp xuất sắc với thì hàng về mộc. Chưa vệ sinh nó đẹp ngày rồi nhá. Nó có chảy sức một tí tí cái điểm rất chảy sức nhẹ. Sự lô loa quá đẹp bắt 2 năm. Với dòng này sử dụng chép là chép selection. Loa TB dòng loa đến từ thương hiệu của Mỹ, sử dụng bát chép của Mỹ thôi nhá. TB sao? Quá quen thuộc rồi, logo xoay vào này. Phiên bản đời cao nhất của bát 25 luôn các bác ạ. Phiên bản đời cao nên là công suất nó lớn lắm các bác ơi, nhìn này. Bình thường những bác để ý những dòng thông thường của TB sao ấy thì các bác mua từ những phiên bản trước đây ấy thì công suất nó chỉ đạt khoảng độ 250 đến 300W, thì con này đến 350W, ngang ngửa bát 30 có nhá. Giải từ 58 đến 19 kHz đấy, ở độ trở 8 ohm, độ nhạy 95 dB đấy. Và cái điều quan trọng nữa là đối dòng này là thiết kế đồng cân, và phiên bản đời cao nhất là bình thường là M10D, thì đây phiên bản M10D 25 mã các bác nhá. Thiết kế màu trắng rất đẹp. Tổng lô này em mình về là tổng cộng là 40 đôi. Đúng nhỉ, 1 2 3 4 5 6 6 2 12, đúng rồi 40 đôi. 40 đôi các bác nhá. Thì 3 hàng. Lô khá lớn đúng không ạ? Ngoài ra thì em mình về thêm một dòng bát 25 nữa ở phân khúc tầm bình dân cho các bác chơi. Đó Turbo sao. Turbo nhá. Lời loa Turbo là các bác cũng quá quen thuộc rồi đúng không? Turbo sao. Đây là treo vào trong ngang, trong ngang thì bụi này các bạn này. Còn này bụi. Đi này. Đây là phần treo đi thôi. Còn cái mặt trái của nó thì nó đẹp ngay, thì mặt trái là mặt dưới. Mặt trái mặt dưới cái trong ngang lên cái này nó đọng đọng bụi trên chốc. Còn mặt dưới đẹp long lanh ngay. Cái loa trong tình trạng về rất đẹp các bạn. Đẹp long lanh không bị vỡ viếc gì cả. Cái này thì em về được có khoảng bao nhiêu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 10, 6, 17 đôi. Có 17 đôi thôi các bạn, 17 đôi. Thì hôm nay em mình nhá hình một tí thì hẹn các bác trong buổi tối nay nên live stream em. Tối nay mình sẽ live stream phục vụ bác nhá. Thứ nhất là em sẽ xà mic thì trong chiều nay em đóng và sáng mai em sẽ trả. Thì bán được có mất 1 phần 3 lô rồi. Vãn hẳn này. 3 lô thì tối nay em sẽ live stream bán cho bác lô tay trơn nhá. Bán bác lô tay trơn. Cũng như là lên cho bác live stream bác lô loa, cũng như là lô loa này lên luôn đấy. Nhà có bác nào hợp gu thì bác ủng hộ. Còn trên tờ trên kho nhà em thì có rất nhiều mẫu loa mà em chưa review, nhưng mà thời điểm này bắt đầu về nhiều hàng rồi này, em thì mình cố gắng nhất để review dần nha. Vừa về hàng vừa quay vừa làm vừa review của bác. Các bác nào hợp gu thì bác có thể mua luôn, vì thời điểm mà mua là một thời điểm cực kỳ hợp lý bác chơi. Còn giá cả thì bác không phải nghĩ đến bên Hiếu Minh rồi. Và sắp tới thì bên em sẽ triển khai đó là mở thêm một cửa hàng nữa chuyên về sự kiện âm thanh ánh sáng, nên rất mong là chủ hộ có bác như là anh em sự kiện nhá. Bên em sẽ đưa ra mức giá tốt đối với những sản phẩm loa nhập khẩu, những sản phẩm loa ráp. Nhà bên em sẽ bán cả đối với Array, em sẽ bán cả loa ráp để phục vụ anh em. Còn đối với sản phẩm hàng lúc gia đình thì em bán 100%, nó là hàng bãi xịn nhập khẩu, bãi xịn hay là hàng mới nhập khẩu thôi. Đấy. Tại vì là hôm trước em bật bí cho bác là em về các lô bát chép rời ấy, là sắp tới về mạnh nhá. Nhà bát chép rời này là mới được mấy nữa là em về nhiều luôn đấy. Về em nhập phải mấy trăm bộ liền. Array đeo ấy, em nhập nhiều, tại đang dọn kho bên ngoài kia. Kho ngoài kia xong cái nào bắt đầu mới khai trương, thì cái hôm khai trương mở cái showroom chuyên Array sự kiện thì em sẽ giảm giá 10% với tất cả sản phẩm hàng mới nhập khẩu. Hay kể bác mua Array, kể cả những cái bát rời này em đã bán rẻ rồi, em mở giảm giá cho anh em thêm 10% nữa. Khô máu luôn có nhá. Tất cả đẩy công suất vậy. Đấy là cái hôm khai trương cái cơ sở của showroom của bên sự kiện, mảng sự kiện. Đấy, một chi nhánh nữa gọi cơ sở 4. Ở đâu ba cơ nhà em sẽ có 3 cơ sở là chuyên bán phân khúc gia đình và một cơ sở là một cái kho, nghe nó một cái kho to để cho đến các bác test mưa nắng đều đến test và nghe thẳng âm được. Đấy, bật bí trước và cho em sẽ quay từng giai đoạn, cũng như mai kia em sẽ sang kho để em quay dần. Nếu biết không kho và công tác chuẩn bị. Và rất mong sự ủng hộ các bác nhé.